chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin 18 giờ tối của Vietnam Top News. Bản tin của chúng tôi cập nhật nguồn tin tức mới và nóng nhất trong ngày, được phát sóng vào các khung giờ 6 giờ, 12 giờ 30 và 18 giờ tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Và ngày hôm nay thì Giang Thái sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin tối nay, ngày 15 tháng 10 năm 2020. Ngày 15 tháng 10, Việt Nam 43 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Thế giới, hơn 38,7 triệu người đã nhiễm COVID-19. Nhật hạ thủy tàu ngầm hơn 700 triệu USD. Sử dụng Flycam, công nghệ tầm nhiệt tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3. Đà Nẵng, nạn nhân tai nạn xe khách và ô tô đầu kéo nghiêm trọng qua cơn nguy kịch. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin cập nhật trong nước. Thưa quý vị, tính đến sáng nay ngày 15 tháng 10, Việt Nam bước sang ngày thứ 43 không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Số người nhiễm SARS-CoV-2 hiện tại ở nước ta là 1.122 ca. Hiện tại, nước ta đã chữa trị thành công 1.029 ca bệnh và không còn ca bệnh nặng. Đây là dấu hiệu đáng mừng khi cả nước cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thế nhưng người dân không nên lơ là các biện pháp phòng chống dịch. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.029 trên 1.122 bệnh nhân COVID-19. Cả nước không còn trường hợp ca bệnh nặng. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 9 ca âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 và 13 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe ở nước ta là 13.658, trong đó 155 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 12.320 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.183 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi trên nền bệnh lý nặng. Sáng nay ngày 15 tháng 10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng quân đội sẽ cố gắng tiếp cận đến thủy điện Rào Trăng 3 theo đường 71. Ảnh hưởng của thời tiết và địa hình đồi núi khiến phương án tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 bằng trực thăng bị tạm dừng. Lực lượng chức năng sử dụng Flycam, công nghệ tầm nhiệt tìm kiếm nạn nhân. Ngày hôm qua, các lực lượng cứu hộ đã sử dụng hàng chục phương tiện, máy móc và hàng trăm nhân lực khơi thông tuyến đi đến trạm kiểm lâm 67 và tiếp cận hiện trường nơi 13 cán bộ cứu hộ gặp nạn theo đường bộ 71. Từ đây, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục di chuyển vào Rào Trăng 3, dự kiến đến chiều nay sẽ tới nơi. Lực lượng cũng đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể người mất tích vì ngày mai dự báo sẽ khó khăn hơn do mưa vì ảnh hưởng bão. So với hiện trạng lở núi đồi thì phía thủy điện Rào Trăng 3 kinh khủng hơn nhiều. Cả nửa quả đồi lớn đổ sập xuống. Lực lượng công an hôm qua đi bằng đường sông đã tiếp cận được Rào Trăng 3. Đoàn đã dùng Flycam nhưng không phát hiện ai. Hiện, tỉnh đã mời thêm lực lượng chuyên dụng về Flycam ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp để tìm người. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 10, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế với hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đã vượt đường sông, tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3, tổ chức cứu hộ, đưa vào bờ an toàn 19 công nhân, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ. Lực lượng chức năng phát hiện đưa ra ngoài thi thể một công nhân tên Tạ Văn Nghĩa, quê ở Thanh Hóa, là công nhân lái máy của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Vào sáng ngày 15 tháng 10, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa xác minh phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải chở người trên thùng xe trái quy định. Được biết, tài xế này đã chở người đi ăn cưới trên thùng xe gây bức xúc dư luận. Trước đó, vào ngày 26 tháng 9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một xe tải biển số 88C-12731 chở người trên thùng xe trái quy định và được cho rằng đang lưu thông trên quốc lộ 2C. Sau thời gian xác minh, đơn vị đã mời tài xế vi phạm để đến làm việc. Tại trụ sở cơ quan công an, tài xế xe tải chở người trên thùng xe được xác định là anh G, 44 tuổi, thường trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tài xế G khai nhận, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, anh này điều khiển xe ô tô tải biển số 88C-12731 chở người đi ăn cưới tại huyện Vĩnh Tường. Hình ảnh vi phạm của anh G tại quốc lộ 2C thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Anh G xin chấp hành và nộp phạt theo đúng quy định với hành vi vi phạm. Được biết, với hành vi vi phạm chở người trên thùng xe, theo quy định của Nghị định 100, tài xế Nguyễn NG sẽ bị phạt tiền từ 0,8 đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Ngày 15 tháng 10, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 17 bệnh nhân trong vụ tai nạn giữa xe ô tô khách và xe đầu kéo. Trong 17 bệnh nhân cấp cứu, có 2 ca chuyên mổ cấp cứu, 11 ca điều trị tại khoa ngoại thần kinh, 3 ca điều trị tại khoa ngoại chấn thương, 1 ca đang theo dõi tại khoa ngoại lồng ngực. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Trước đó, khoảng 0 giờ 40 rạng sáng ngày 15 tháng 10, tài xế Trương Minh Thình, sinh năm 1976, trú xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-90723 kéo theo rơ móc mang biển số 51R-14929 chạy trên đường dẫn Nam Hầm Hải Vân, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, theo hướng Nam Bắc. Khi đến km số 9 thì tông vào xe khách mang biển số 93B-00407, chưa rõ người điều khiển, chở theo khoảng 40 hành khách chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo làm 2 người tử vong tại chỗ, 15 người khác bị thương nặng. Trong đó, tài xế xe khách bị thương nặng, mắc kẹt tại cabin. Trong số 15 người bị thương, có 12 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, 3 người còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu. Trong sáng 15 tháng 10, có 2 nạn nhân bị thương nhẹ được Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu cho xuất viện. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 38,7 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 1,1 triệu người tử vong và 29,1 triệu người bình phục. Chỉ sau 24 giờ, thế giới đã có 415.000 ca nhiễm và 11.133 ca tử vong ở 214 vùng lãnh thổ. Tình hình dịch bệnh tại Mỹ và châu Âu phức tạp trở lại và có dấu hiệu tăng mạnh khi mùa đông sắp tới. Cụ thể, Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 8.147.092 ca nhiễm và 221.807 người tử vong, tăng lần lượt là 65.573 ca nhiễm và 1.114 ca tử vong so với một ngày trước đó. Giới chuyên gia cảnh báo, nhiều bang có khả năng chuẩn bị hứng đợt bùng phát mới, đặc biệt là xu hướng đáng báo động tại vùng đông bắc đất nước. Những ca nhiễm ở độ tuổi thanh niên được cho là nguyên nhân dẫn tới các điểm nóng COVID-19 mới. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 67.988 ca nhiễm và 694 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và tử vong vì COVID-19 lên lần lượt là 7.305.070 ca và 111.311 ca. Mặc dù số ca nhiễm tại Ấn Độ tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác, Bộ Y tế nước này vẫn chỉ ra dấu hiệu tích cực là tỷ lệ khỏi bệnh đã tăng gần 100% trong tháng trước. Thêm vào đó, hơn 6,3 triệu người đã bình phục. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự đoán, Ấn Độ có thể vượt Mỹ về mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Giống như nhiều quốc gia ở châu Âu, Nga đang chứng kiến ca nhiễm tăng khi thời tiết lạnh trở lại. Nga ngày 14 tháng 10 cấp phép cho vaccine COVID-19 thứ hai, EpiVac Corona, do Viện Vector phát triển. Viện Vector đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 với EpiVac Corona từ tháng trước, với sự tham gia của 100 tình nguyện viên từ 18 đến 60 tuổi. 40.000 tình nguyện viên trên khắp nước Nga sẽ tiếp tục tham gia thử nghiệm vaccine này. WHO ngày 14 tháng 10 cảnh báo rằng, trong bối cảnh ca nhiễm gia tăng trở lại ở nhiều nơi như hiện nay, tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng. Thưa quý vị, chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ hôm 14 tháng 10 theo giờ địa phương cho biết, số tiền họ thu được từ các khoản quyên góp vượt con số kỷ lục là 364,5 triệu USD hồi tháng 8. Trong tháng 9, ông đã quyên được 383 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây được xem là con số sẽ gây áp lực lớn với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Với đà quyên góp này, chiến dịch của cựu phó tổng thống Mỹ đã huy động được gần 750 triệu USD chỉ trong 2 tháng. Số tiền gây quỹ Biden thu được trong tháng 9 vượt xa con số 154 triệu USD của ứng viên tổng thống Đảng Dân Chủ Clinton hồi tháng 9 năm 2016. Theo giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden, họ đang còn khoảng 432 triệu USD để chi tiêu trong tháng cuối của chặng đua vào Nhà Trắng. Ông Dillon cho biết, thêm hơn một nửa số tiền quyên góp được trong tháng 9, khoảng 203 triệu USD, đến từ các nhà tài trợ trực tuyến. Trước đó, chiến dịch của ông Biden cũng nhận được thêm sự ủng hộ từ 1,1 triệu nhà tài trợ mới trong tháng trước, chiếm khoảng 20% trong tổng số 5,5 triệu nhà tài trợ toàn chiến dịch. Trong khi chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump vẫn chưa công bố số quỹ thu được trong tháng 9, ông Biden từng phải vật lộn để cạnh tranh tài chính với các đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, điều này đã nhanh chóng thay đổi khi ông chính thức trở thành ứng viên của đảng. Hôm ngày 14 tháng 10, tập đoàn công nghệ nặng Mitsubishi cho biết Nhật hạ thủy tàu ngầm Taige, chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm tấn công cùng tên, có khả năng chiến đấu vượt trội so với lớp Shoryu tiền nhiệm. Đồng thời, tàu được trang bị thiết bị phù hợp cho nữ giới làm việc. Con tàu sẽ tiếp tục được hoàn thiện, sau đó tiến hành chạy thử trên biển và dự kiến được bàn giao cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trong năm 2022 khi được đưa vào biên chế. Taige sẽ là tàu ngầm thứ 22 của cơ quan này và cũng là chiếc tàu ngầm cuối để hoàn tất kế hoạch mở rộng hạm đội tàu ngầm của Nhật lên 22 chiếc. Nhật Bản dự kiến đóng tổng cộng 7 tàu ngầm lớn Taige, trong đó chiếc đầu tiên có giá khoảng 720 triệu USD, tàu thứ hai là 654 triệu USD.
Sergei là tàu ngầm tấn công diesel điện dài 84m, rộng 9,1m và có lượng dạng nước khoảng 3.000 tấn. Nó sử dụng hệ thống pin Li-ion trong lúc lặn sâu, tương tự hai chiếc cuối cùng của lớp Soryu, trong khi động cơ diesel được kích hoạt để nạp điện và pin khi nổi hoặc lặn gần mặt biển. Được biết, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới biên chế tàu ngầm chạy bằng pin Li-ion, cho rằng chúng ít phải bảo dưỡng và có khả năng vận hành lâu hơn khi lặn và di chuyển với tốc độ cao so với ắc quy chì trong các tàu ngầm diesel điện truyền thống. Một nhà hàng ở Clark Island, bang New York bị phạt 12.000 USD vì tổ chức tiệc sinh nhật trái quy định khiến gần 40 người nhiễm COVID-19. Được biết, đây là bữa tiệc sinh nhật tuổi 16 ngọt ngào được tổ chức tại nhà hàng với sự tham dự của 81 người. Bữa tiệc được tổ chức hôm 25 tháng 9, vi phạm quy định cấm tụ tập trên 50 người hoặc quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, tùy thuộc số nào nhỏ hơn, được giới chức y tế bang New York đề ra nhằm ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Những người dự tiệc cũng không đeo khẩu trang và không duy trì giãn cách xã hội. Hậu quả là sau buổi tiệc, 37 người liên quan đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, gồm 28 học sinh và 9 người lớn. Được biết, ở hàng Suffolk, người dân chưa từng chứng kiến một sự kiện nào tương tự trước đây trong suốt đại dịch. Đây là một sự kiện siêu lây nhiễm đối với hạt này. Đến ngày 30 tháng 9, giới chức y tế hàng Suffolk mới biết về bữa tiệc này. Nhà hàng Miller Place sau đó bị chính quyền bang New York phạt 10.000 USD, bị hàng Suffolk phạt 2.000 USD vì tổ chức bữa tiệc vi phạm quy định phòng chống dịch. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói trong cuộc họp báo tại Moscow ngày 14 tháng 10, ông đề xuất triển khai các quan sát viên quân sự tại Nagorno và Karabakh để đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan. Ông nói không nên triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình mà nên dùng một lực lượng quan sát viên quân sự để ngăn giao tranh. Tuyên bố được Ngoại trưởng Nga đưa ra sau khi Armenia và Azerbaijan đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh dưới sự trung gian đàm phán của Moscow. Tuy nhiên, hai bên sau đó nhanh chóng tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi Bộ Quốc phòng Armenia tuyên bố bảo lưu quyền phản công vào lực lượng Azerbaijan. Ông Lavrov khẳng định việc triển khai lực lượng Nga dọc theo đường tiếp giáp tại khu vực Nagorno-Karabakh là đúng đắn để đảm bảo các bên tham chiến không nối lại hành động thù địch. Ông cũng lưu ý quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Armenia và Azerbaijan. Song, cho biết mọi giải pháp quân sự cho xung đột tại Nagorno-Karabakh là vô hiệu nếu hai nước không đạt được thỏa thuận chính trị. Ông nói rằng điều này thực hiện trên cơ sở thực tế cả Yerevan và Baku sẽ tính đến quan hệ đối tác chiến lược với Moscow. Trước đó, Tổng thống Azerbaijan nói lực lượng giữ gìn hòa bình chỉ nên được triển khai tại khu vực giao tranh khi được nước này và Armenia chấp thuận. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 18 giờ tối của Vietnamstop News xin phép được khép lại. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình nhé. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối tốt lành. Giang Thái xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 6 giờ sáng ngày mai.